Cảm ơn Dạ em. Em ơi. Cháu rượu dùm Em anh. lên rượu đi. Dạ. Chào hai đứa, chị tên là Trinh. Chị đến từ công ty chuyên về bánh kẹo, thực phẩm ở Chợ Lớn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ, tụi em cũng biết rồi. Tụi em rất là hân hạnh được hợp tác với chị. Dạ. Chị nghe nói các em muốn phát triển các loại sản phẩm từ trái cây đúng không? Dạ. Dạ đúng. Tụi em đã có những sản phẩm gì rồi? Dạ, bây giờ bên tụi em đã có hơn 10 sản phẩm rồi chị. Tất cả đều được làm từ chuối hết. Như là cốm chuối nè, bánh kẹo chuối nè, rồi bánh trăng chuối nè, bánh bông lan chuối nè. Nói chung là rất nhiều sản phẩm đó chị. Dạ, các sản phẩm của tụi em á, cam đoan với chị luôn á, là được sản xuất từ một nguồn nguyên liệu rất là sạch. Chị cứ yên tâm. Dạ, mục tiêu sắp tới của tụi em á, là mong muốn đưa các sản phẩm mang hương vị truyền thống của quê nhà phân phối toàn quốc và phát triển hơn nữa là xuất khẩu ra nước ngoài ạ. Ý tưởng của tụi em rất là hay. Lúc đầu chỉ trao đổi qua điện thoại á thì chị vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà hôm nay khi nghe trình bày trực tiếp á, chị có niềm tin rất lớn á, là mọi chuyện sẽ thuận lợi, là sẽ có một thành tựu lớn. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay á, công ty chị cũng có một dòng sản phẩm mới ra mắt thị trường. Hiện nay á, thì sản phẩm của tụi em rất là phù hợp với lại định hướng của công ty chị. Dạ. Giờ chị tính vậy, chị sẽ đặt mua cho tụi em thành nhiều đợt. Thì đợt đầu chị sẽ lấy mỗi loại sản phẩm là 1.000 ký, vậy tương đương với lại là 10 loại thì vậy chi là 10.000 ký. Tụi em nhắm có làm kịp không? Dạ kịp. Dạ. 10.000 ký. Sao? Dạ. Được hả? Chị sợ là tụi em mới khởi nghiệp á thì là sẽ không có quy động đủ nhân sự. Dạ không ạ. Hiện tại thì nguồn nguyên liệu và cả nhân sự của bên em đều nắm hết tất cả công thức rồi. Chị chỉ cần nói ngày giao thôi, tụi em sẽ giao đúng thời gian cho chị ạ. Vậy thì dạ. Tốt. Em hết hồi hộp chưa? Dạ. Dạ, hết rồi chị. Nhìn tụi em á, y như hồi xưa của chị á, lúc mà chị mới khởi nghiệp là mất ăn, mất ngủ, lo lắng lắm kìa. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại á, mình phải biết sợ, biết lo, để chi? Để mà biết cái trọng trách của mình như thế nào để mình có thể hoàn thành cái trọng trách của mình một cách tốt nhất. Dạ. Như tụi em á thì còn trẻ, tương lai á thì dài, thì tụi em chỉ cần có đam mê và nghị lực, chắc chắn tụi em sẽ thành công. Dạ, tụi em cảm ơn chị rất là nhiều. Trời, hôm nay ngồi nói chuyện được chị dạy nhiều thứ hay quá trời quá đất luôn á. Mà nghe chị hỏi nè, là hai đứa hoạt động trên danh nghĩa là cá nhân hay là công ty? Dạ, cái này á, dạ em thú thiệt với chị là tụi em chưa có công ty. Cái này tụi em chỉ mới là cơ sở sản xuất thôi. Tại em thấy bà con cực khổ quá, cho nên cũng muốn tìm nguồn ra sản phẩm cho bà con á. Dạ. Chị hiểu, nhưng mà chị khuyên tụi em á là nên thành lập một công ty để đại diện. Thứ nhất là mình có thương hiệu riêng. Thứ hai á là mình sẽ tạo được một niềm tin đối với đối tác dễ dàng hơn là trên danh nghĩa cá nhân. Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Bàn chuyện nãy giờ chắc đói rồi hen. Dạ, quá đói luôn. Mình gọi đồ ăn đi ha. Dạ. Dạ. Phục vụ ơi. Dạ. Dạ, kính thưa bà con. Hôm nay tôi xuống thăm cái làng nghề truyền thống của mình. Làng nghề truyền thống luôn nghe. Tôi rất là xúc động. Khi giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt này mà một cái làng nghề truyền thống vẫn còn giữ nguyên nét đẹp. Nhân đây, tôi cũng xin công bố với bà con một việc rất quan trọng để phát triển làng nghề của mình. Thì chắc là tạo điều kiện cho bà con có một cái chỗ làm việc tốt nhất, thoải mái nhất. Chúng tôi sẽ đầu tư một cái nhà máy. Thành công rồi, thành công rồi. Hay quá luôn. Dạ, cảm ơn sếp rất nhiều. Dạ, em cảm ơn sếp. Dạ, hay vậy tốt lắm. Dạ. Tốt lắm, em muốn cái này miết luôn rồi.
Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Cũng cảm ơn anh rất nhiều. Chắc là tôi cũng phải nhờ các anh chị lớn tuổi ở trong xóm nha, để còn hướng dẫn cho con cháu phát triển những gì là hương vị của quê hương mình. Dạ, tôi tới liền. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cô thông báo sắp tới mình sẽ có một đơn hàng. Kỳ này là xóm trọ nhà mình ăn Tết lớn. Thiệt mà, tối nay là đi gặp khách hàng luôn. Thiệt hả? Em đi với anh nha. Dĩ nhiên rồi. Yeah. Ủa, giả vậy? Trời ơi, vui quá. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.